Apple đã chính thức dừng nhận đăng ký hay còn gọi là khóa sai iOS 11.2.5 sau khoảng một tuần phát hành iOS 11.2.6 sửa lỗi crash iPhone. Như vậy, nếu đã cập nhật lên phiên bản iOS 11.2.6, người dùng không thể hạ cấp được nữa. Đồng thời, nếu đang sử dụng iOS 11.2.2 trở về trước, người dùng cũng không thể nâng cấp lên iOS 11.2.5, mà thay vào đó phải nâng cấp trực tiếp lên iOS 11.2.6.